chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Corner của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm một ngôi chùa nằm trên đỉnh một ngọn núi ở huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên. Để bạn đồng hành cùng với Ngọc Linh để đến thăm ngôi chùa này, đó là thầy Bunya Loka đến từ đất nước Sri Lanka. Và bây giờ xin mời thầy Loka sẽ cùng với chúng tôi đến thăm ngôi chùa này, và xin bật mí với quý vị là đây là ngôi chùa có tên rất đặc biệt, chùa Am Mây Trắng. Hello, Bante. Welcome to Am Mây Trắng. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Hôm nay thì ekip của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên rất là vui khi được đưa thầy Bunya Loka đến từ đất nước Sri Lanka đến vãng cảnh chùa Am Mây Trắng. Ngày hôm nay rất mong rằng Đại Đức Thích Thánh Lực sẽ làm hướng dẫn viên để cho thầy Bunya Loka đến từ đất nước Sri Lanka, và các khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ được và tìm hiểu những nét đặc biệt của chùa Am Mây Trắng. Dạ vâng, rất là vinh dự. Ngay từ cửa vào thì đã có cách bài trí rất là đặc biệt. Thầy có thể giới thiệu vì sao nhà chùa lại có cách trang trí bài trí như này, và đặc biệt là còn có dòng chữ rất là ý nghĩa nữa. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Đầu tiên thì thầy xin giới thiệu về cái cây nêu này. Cây nêu này được mọi người gọi là cây nêu hạnh phúc. Vì khi mà mình nhìn lên những cái ô mang đậm cái nét văn hóa của người châu Á. Vâng. Và một cái cây nêu mang cái dòng chữ Nam Mô Tiêu Tai Dương Thọ Dược Sư Phật. Vâng. Thì là một cái biểu hiện của cái sự bình yên và hạnh phúc, mà bất kỳ khi nào khi mình nhìn lên tượng Phật và nhìn lên cái cây nêu này, mình sẽ cảm thấy nó rất là bình an và hạnh phúc, cho nên mọi người gọi là cây nêu hạnh phúc. Vâng. Bên cạnh đó thì cũng có một cái câu để nhắc nhủ mọi người về cái câu là con trân quý những tháng năm còn lại. Thầy nghĩ rằng mọi người đi bộ từ dưới chân chùa đi lên á, lên đây rất là mệt rồi, nhưng mà đứng lại thở. Khi mà mình thở đọc và mình đọc cái này, dòng chữ này, mình mới thấy mình đang còn thở, còn khỏe là hạnh phúc lắm rồi. Thì đây là một trong những cái điều nhắn nhủ để mọi người biết trân quý những cái tháng năm còn lại của mình. Thầy Bunya Loka thì có cảm xúc như thế nào khi cảnh đầu tiên khi đến với chùa Am Mây Trắng thì được nhìn thấy khung cảnh này ạ? How do you feel when you visited and first of all you see this decoration? I felt like I am entering a beautiful place. And you know, the Buddhist statue that I can see is quite similar to the Buddhist statues that we have in Sri Lanka. So I didn't feel any strange here. Ngọc Linh nghĩ rằng chùa Am Mây Trắng thì có rất nhiều điều đặc biệt, và đặc biệt nhất mà mạng xã hội gần đây hay nhắc tới đó là có rất nhiều sen đá. Chắc hẳn là lúc này thì vị khách mời đến từ Sri Lanka, thầy Bunya Loka, đang rất muốn khám phá và tìm hiểu về cảnh đẹp của chùa. Rất mong rằng Đại Đức Thích Thánh Lực sẽ dành thời gian để đưa Ngọc Linh cùng với khách mời của chương trình được đi tham quan. Dạ rồi, chắc chắn rồi. Xin mời thầy và chị mình cùng đi tham quan vườn sen đá. This is a succulent garden, and we took about more than 1 month to finish all the decoration, and half of them we bought it from Vietnam, Da Lat City. And this is, I think, in Vietnam, our temple is the first temple ever has a succulent garden. Oh, yeah, in Vietnam. Interesting to know. Thầy Bunya Loka đã bao giờ nhìn thấy một ngôi chùa nào có sự trang trí, bài trí đặc biệt, mà đặc biệt điểm nhấn là những cây sen đá như này chị ạ? So have you ever seen any temple that use succulent and cactus to decorate? I have not seen like something like that, but I have seen in temples they decorate very nicely, so people can come and enjoy the new year. So it's something that I really like, because that develops the, you know, relationship between the monks and the lay Buddhists. Yes, yes. Mỗi một tiểu cảnh ở đây đều có sen đá làm điểm nhấn. Đúng rồi. Như này thì có
mất nhiều nhân lực để tạo ra cảnh quan cho khu vườn đấy không ạ? Cái vườn này mình có thể tạm gọi là điểm nhấn của chùa Am năm nay, và cũng là một cái mà để nói lên cái tình đoàn kết của người Văn Yên năm nay. Khám phá khu vườn. Xin được giới thiệu với chị và thầy thì đây là tam bảo chính của chùa Am ngày xưa. Thì ngôi tam bảo này được xây từ năm 1998. Từ thời xa xưa ấy, thì các cụ kể lại rằng ngày xưa ở dưới làng có một cái ngôi chùa gọi là chùa Già. Thì sau một trận bão lớn thì có một cái mái tranh lớn của chùa bay đậu trên này. Thì các cụ mới nghĩ rằng các ngài muốn ngự ở trên này cho nó thanh tịnh và tĩnh mịch, thì từ đó là mới bắt đầu các cụ xây lên. Từ năm 1998 đến nay thì cũng đã có sửa sang được một chút, thì còn đâu là đây là cái ngôi chùa cổ của chùa. Thầy có thể giới thiệu cho thầy Luca nữa. Không biết là thầy Luca đã biết đến lịch sử của ngôi tam bảo chưa? So I would like to introduce the history of our temple. The people told me that before there was another temple in the village after a great storm, there are a half of the roof of the temple fly and take down here. Oh. And people think that the Buddha and the saint, some Teva, they want to stay in this place. So they, by that belief, they built this monastery. Đây có phải là khu vực tam bảo ngoài của chùa mình không ạ? Dạ đúng rồi, đây là tam bảo ngoài hay còn gọi là nhà tu tập. Hai cây này là cây điều ước ạ? Dạ, đây là hai cây đào ước nguyện. Hai cây đào ước nguyện. Thế là mọi người sẽ ghi tên gia đình mình và gửi lời ước nguyện vào đây. Sau đó quý thầy sẽ chú nguyện vào. Nhiều quá. Dạ. Và ngày nào cũng được mọi người đến đây để cầu khấn và cầu những cái điều may mắn đúng không ạ? Ai cũng ghi. Mỗi một góc ở chùa đều là một góc rất là ấn tượng và sẽ để lại cho du khách thập phương cũng như là Ngọc Linh những cái tấm hình hay là những cái thước phim. Đây là một địa điểm check-in cũng khá là đẹp đúng không ạ? Mọi người đều check-in và muốn có cái chữ Am Mây Trắng trong khung hình của mình. Ngọc Linh cũng rất là tò mò, không biết là cái ngày nhiều mây thì Am của mình sẽ được bao phủ bởi toàn bộ là mây. Khi mà nhiều mây á, mình đứng ở dưới chân nhìn lên thì sẽ thấy mây bồng bềnh ở trên núi. Lượng của chương trình Corner để dành cho các quý vị khán giả thì cũng chỉ trong khoảng thời gian là có hạn thôi ạ. Và ngày hôm nay thì rất cảm ơn, thank you Panya Luca. Thank you very much and thank you very much Bante. Yes, thank you for visiting. And welcoming me. Yes. And all the treatments, and I think we are Dhamma brothers. Yes. So we share the teachings of the Buddha. Yes. So
we have great respect to each other. So I think in Sri Lanka and in Vietnam, we have so many similarities in the teaching, in the practice. And I think I respect that, and I wish you very, you know, all the very best for this new year. And thank you very much for you. Thank you so much. Cảm ơn Đại Đức Thích Thánh Lực đã dành thời gian cho Ngọc Linh và ekip của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên dành thời gian cho vị khách mời đến từ Sri Lanka, thầy Banyaloka, được đi thăm và được đi tìm hiểu về lịch sử của chùa Am Mây Trắng. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một vài bức ảnh check-in ở khu vực này để thầy Banyaloka có thể đem về bên đất nước của mình, khoe với các Phật tử ở bên Sri Lanka là ở Việt Nam, Thái Nguyên có một ngôi chùa đặc biệt như thế này. Rồi, chắc chắn ạ.